bị bố dượng bạo hành. Ngày xưa, ngày xưa, ở ngôi làng ven biển nọ, có một người lái buôn tên là Âu Minh. Dù vất vả, nay đây mai đó quanh năm suốt tháng, nhưng cũng chẳng đủ ăn. Có bao nhiêu vốn liếng đã dồn vào làm ăn hết, nhưng đều thất bát cả rồi. Bây giờ lại giáp Tết nữa. Mình tính toán làm ăn sao cho khéo, không lại mất cả chì lẫn chài thì khốn. Rồi rồi, mình làm như tôi không biết xót ruột ấy. Cũng buôn bán quần quật cả năm cả tháng như người ta. Ấy thế mà Tết nhất đến nơi rồi, cũng không lo nổi bơ gạo cho vợ con. Trời ơi, bây giờ người ta chuộng lụa cửa khẩu vừa đẹp lại rẻ, chứ lụa thủ công này á, bây giờ tôi có lấy cho chú thì cũng chỉ xếp đóng đó thôi, chú thông cảm. Thời buổi kẻ khôn của khó, biết buồn gì để sống bây giờ. Chuyến hàng này bị trả về coi như là mất Tết rồi. Trời ơi, chú ơi, con đói. Trời ơi, con cái dại sao mà lại để đói đến lả đi thế này. Ơi, nơi vắng vẻ này biết cha mẹ con bé là ai mà tìm bây giờ cơ chứ. Con cảm ơn cô chú. Con không sao là tốt rồi, nhưng mà cha mẹ con đâu? Sao lại để con một thân một mình đói rét ở nơi hẻo lánh như vậy? Con không có cha mẹ, cũng không có ai thân thích cả. Mình nói sao? Mình muốn nhận con bé làm con nuôi hả? Trời ơi, hoàn cảnh nhà mình như thế này, bây giờ lại đèo bồng thêm miệng ăn nữa làm sao? Tôi biết chứ, nhưng mình cứ nghĩ ông trời thương vợ chồng mình lâu nay hiếm con mà gửi con bé đến đây. Thôi thì thêm bát thêm đũa, chứ thêm gì bơ gạo. Hơn nữa có con nhỏ đỡ đần mình đồng áng, những khi tôi đi vắng tôi cũng yên tâm hơn. Dù nghèo khổ, nhưng vì động lòng trắc ẩn mà vợ chồng Âu Minh vẫn quyết định nhận cô bé làm con nuôi và đặt tên là Như Nguyệt. Và lạ thay, đem Như Nguyệt về nhà nuôi được vài năm thì bỗng dưng Âu Minh ăn nên làm ra, của ăn của để có tiếng khắp vùng. Nhưng cũng từ đó mà Âu Minh thay đổi tính tình, ông trở nên độc ác và keo kiệt, khiến cho ai cũng khiếp sợ mỗi khi đến gần. Dạo này tình hình buôn bán khá quá, năm hết Tết đến rồi, lộc lá cứ vào như nước. Cha ơi, con mời cha ra xơi cơm ạ. Cứ ra đi, cha ra luôn đây. Còn đứng đấy làm cái gì, ra ngoài dọn cơm mau lên. Nó nhìn trộm mình đếm tiền thế này, chả biết có ý gì mờ ám. Dù gì cũng không phải là máu mủ ruột ra, đến con đẻ còn dám cướp hết của bố mẹ, nữa là con nuôi. Nè mình, sắp tơ lụa cao cấp tôi vừa lấy về, đã có khách lấy luôn rồi cơ à. Sắp lụa tơ tằm, sao hồi chiều kiểm tra sổ sách tôi có thấy ai ghi chép gì đâu. Cả ngày hôm nay chỉ bán lụa thường không hả? Thưa cha, sắp lụa tơ tằm đó cha đặt ở đâu ạ? Vừa lấy về là ta đặt chúng ở giữa cửa hàng đó chứ đâu. Có phải sắp lụa đó màu đỏ đậm hay không cha? Con thấy cha không có ghi giá, con cứ ngỡ đó là sắp lụa thường, cho nên con... Trời ơi, cái đồ ăn hại, hôm nay con đánh cho mày khôn ra nè. Trời ơi, tôi xin mình, con nó còn nhỏ dại mà, trót nhầm lẫn thì mình bảo ban con lần sau lưu ý, chứ mình đánh con như thế này tiền cũng có lấy lại được đâu. Tiền của cả chứ có phải đồ phức đi đâu mà không biết sót chứ. Hôm nay tao cấm mày biến mảng tới cửa hàng, và để bù lại số tiền mày làm mất của tao thì mày phải nhịn ăn từ hôm nay cho đến khi nào đủ thì thôi. Sao dạo này ông ấy thay đổi như thành một người khác thế này? Ông ấy không phải người cha nuôi khi xưa của mình nữa rồi.
Dạ thưa cha, có người lái buôn xưng tên là Phan Kiệt muốn gặp cha có việc cần ạ. Tôi phải nhờ người quen mãi mới mua được cho ông cái bình quý này để chơi Tết đấy chứ. Chứ bình thường có tiền cũng không mua được đâu. Biết vậy tôi mới tin tưởng nhờ ông mà lại. Nghe nói để cái bình này trong nhà là năm mới may mắn thịnh vượng lắm. Mày đã làm vỡ cái bình quý nhất của tao sao? Con xin lỗi cha, con không cố ý. Con đang tìm món đồ thì vô tình va vào cái bình nè. Cái thứ báo cô chỉ biết ăn rồi phá. Mới sáng mùng một Tết đã làm vỡ chiếc bình quý của tao. Mày muốn cả cái nhà này vong cả năm sau. Bà mang ngay cái roi gỗ lớn nhất ra đây cho tôi, để tôi cho nó một trận như tử. Mình ơi, cái roi đó chỉ để đánh bọn người ở. Con bé nó còn nhỏ lắm, đánh con như thế nó sao chịu được. Bà còn dám cãi lời tôi à? Nó làm vỡ bình quý đó chỉ tội bằng 10 cái roi ấy, còn là nhân nhượng cho nó. Mau đem ra đây. Tội cũ chưa xong, hôm nay lại chồng thêm tội mới. Ta phải đánh chết mày mới hả dạ. Nè, tôi xin mình mà, mới sáng mùng một, mình bớt nóng lại đi. Mình tránh ra, để tôi dạy con. Lỡ nè, tao cho mày lỡ nè. Quái lạ năm nay, từ mùng một Tết đã không biết bao chuyện xảy ra. Từ chuyện Như Nguyệt làm vỡ bình, rồi chuyện ông Minh đánh con. Mình phải quét nhà cửa thật cẩn thận, quét sạch rác rưởi từ trong nhà ra ngoài nhà, mọi ngõ ngách, để quét đi mọi điều xui xẻo. Để đó dọn dẹp sau đi, chuẩn bị cơm nước đi đã. Lát tôi có cuộc hẹn với hội lái buôn đấy. Rồi rồi, mình cứ ngồi đi. Tôi vứt nốt chỗ rác này đi, rồi dọn cơm liền cho mình đây. Ai da, sao hôm nay cái bồ này nặng thế? Mình phải trốn khỏi căn nhà này. Mình phải trốn đòn roi của cha nuôi. Nếu còn tiếp tục ở đây, mình có sống cũng không bằng chết. Không ngờ rác gom của tất cả trong nhà ngoài sân lại nặng thế này. Mình phải đem đi vứt rác thật xa để tránh xui xẻo. Quái lạ, con bé này đi đâu mà giờ còn chưa về nhà thế này? Hôm nay mình lại ra tận cổng đón tôi cơ à? Tôi đến chịu mình luôn á. Con nó đi đâu đến giờ vẫn chưa có về, còn mình thì vẫn ung dung che chén làm sao? Ừ trời ơi, nó có chân đi, khác có chân về mà. Từ hôm ấy, không ai thấy Như Nguyệt trở về ngôi nhà đó nữa. Và lạ thay, cũng từ đó, nhà Âu Minh lại nghèo như xưa. Hàng hóa đổ nợ, bao nhiêu tài sản cũng phải cầm cố hết. Người ta truyền tai nhau rằng Như Nguyệt chính là thần tài và cần phải lập bàn thờ để thờ. Và cũng từ đó trở đi, dân gian có tục kiêng hốt rác trong 3 ngày đầu năm, vì người ta sợ hốt mất thần tài ẩn trong đó đổ đi, công việc làm ăn năm đó sẽ không thể phát đạt. Sự tích cây roi. Ngày xưa có một người thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành. Tiếng lành đồn xa. Một hôm có 3 người trẻ tuổi đến xin ông nhận vào học. Hai anh là con nhà nghèo, còn một anh là con nhà giàu, không muốn học nhưng bị bố bắt ép. Học thầy thì phải học cái hay, cái tốt trước, rồi sau mới học cái chữ, cái nghĩa. Học giỏi thì được khen, học kém thì phải phạt. Dạ. Thầy không phạt bằng roi, thầy có con ốc này thay cho roi, nên thầy gọi nó là con ốc roi. Học giỏi thì nó sáng lên như đèn, học kém thì nó sẽ đen dần lại như than. 3 người học trò, học được 1 năm thì 3 con ốc đã đổi thành 3 màu khác hẳn. 2 anh con nhà nghèo
thì con ốc đeo ở cổ ngày càng sáng ra. Một con sáng trắng, một con sáng hồng. Còn con ốc của anh nhà giàu thì cứ đen dần và ngày càng đen thẫm lại. Hai anh con nhà nghèo vừa làm thuê kiếm sống vừa đến học thầy. Hai anh học giỏi lại biết đối xử với mọi người rất tử tế và lễ độ. Còn anh con nhà giàu thì mãi say mê rượu chè, trai gái, ngay cả với thầy, anh ta cũng chê và nói xấu. Cha, cha có biết lão thầy ấy nói cha thế nào không? Sao? Nói gì ta nào? Lão ta nói con học kém vì cha ngu dốt, mò khắp người cha cũng không kiếm được lấy nửa chữ. Được, dám khinh thường ta, để rồi lão sẽ biết tay. Này thì tội dám nói xấu ông chủ của ta này, cho ngươi cháy thành than luôn, cho hết luôn cả chỗ dạy học nữa. Ôi, nhà của thầy cháy rồi, mau cứu thầy tôi. Trời ơi, nhà của thầy cháy rồi, thầy biết sống sao đây? Thưa thầy, nhà con tuy nghèo, nhưng cũng có một túp lều ở tạm. Nếu thầy không chê, thầy hãy tới nhà của con ở. Trời, học hành đúng thật là đau đầu, ta không học nữa. Còn mày nữa, tao cứ đen ngòm thế này, đã thế tao vứt đi, đeo thế này cho bẩn người. Ôi, sao tự dưng lại đau thế này? Công tử, người sao vậy? Ta không thể thở được. Ôi, công tử, có ai không? Công tử chết rồi. Không hiểu tên thầy đồ ấy yểm bùa gì vào con ốc mà làm con ta chết oan như vậy. Người đâu? Người đến nhà lôi lão ấy đến đây cho ta hỏi tội. Để ta xem chúng đang nói chuyện gì nào. Hai con hãy nói thật cho thầy rõ vì sao con ốc của hai con này sáng trắng, con kia lại sáng hồng. Thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ. Thôi, con không phải giấu thầy nữa. Có phải con là con gái giả trai không? Cái gì? Thưa thầy, vì phép vua không cho con gái đi thi, nên con đành phải làm như vậy. Thầy biết, nếu để lộ ra thì con sẽ bị tội chém đầu. Thầy biết hai con là người tài giỏi, thầy sẽ giấu kín việc này. Thầy tin là sau này, hai con sẽ giúp ích lớn cho đời. Con cảm ơn thầy ạ. Được rồi, tin hay đây. Được rồi, cứ để cho các ngươi lên kinh ứng thi đi. Lúc đó, tội chết có thoát đằng trời. Hai người học trò nghèo lên kinh đi thi. Người con gái đỗ nhất, người con trai đỗ nhì. Chúng ta đỗ rồi. Bảng vàng vừa treo lên thì tên nhà giàu cũng kịp nhờ người tâu với nhà vua là ba thầy trò nhà kia dám chống lại lệnh vua. Cũng may là ở trong cung có một cụ già giữ ngựa, cụ rất ghét tên vua độc ác, nên cụ nhờ người báo tin cho hai người học trò nghèo biết chuyện không hay xảy ra. Thầy rất hiểu lòng và rất quý hai con. Hai con hãy trốn đi, nghe thầy. Đời thầy chỉ có nghề dạy học và chuối ốc này. Thầy cho hai con để hai con tiếp tục nghề của thầy. Thầy ơi! Hai người lánh vào một khu rừng ít người lui tới. Về sau, khi tên vua tàn ác bị giết và một vị hoàng tử được nhân dân quý mến lên thay, thì hai người lại vâng theo lời thầy dạy trở về làng mở lớp dạy học. Họ sống một cuộc sống vui vẻ với việc dạy học. Khi hai người chết đi, họ nằm cạnh nhau và từ mộ hai người mọc lên hai mầm cây rất đẹp. Và khi cây ra hoa, kết quả, thì đó là một thứ quả lạ, nhìn giống như những con ốc roi ngày nào. Người ta gọi đó là quả roi. Người đồng hương tàn nhẫn. Cạn ly đi mấy chú. Hôm nay không sai không về. Cà mi, trả nợ cho tôi ngay. Nợ cái gì? Tôi nợ gì anh?
Hai tháng trước anh nợ tôi 20 đồng bạc, hứa sang tháng trả tôi mà chưa thấy đâu. Ba hôm trước lại mượn thêm 10 đồng nữa. Hôm nay đến hạn cuối rồi, mau trả tôi. Bắt lấy nó, nó lấy hết tiền của tôi rồi. Nó dám trốn nợ, đừng cho nó thoát. Simo, sao cậu còn chưa về? Các cậu cứ về đi, tớ chọn dẹp chút đã rồi về. Phải tạm biệt cậu nha. Simo à, cậu thật là chăm chỉ cần cù, không uổng công ông chủ đã quý mến và hậu đãi cậu. Cậu về muộn thế Kami, sao người đầy thương tích thế? Tôi vừa bị đòi nợ, mà trong túi tôi chẳng còn đồng nào cả. Thôi vậy, tình hình ở đây cũng khó khăn quá. Mấy tháng nay đi làm tôi cũng dành dụm được chút tiền để phòng thân. Để tôi cho cậu một ít trang trải nha. Thật sao Simo? Cậu thật tốt bụng. Chúng ta đều là đồng hương mà, phải biết đùm bọc nhau lúc khó khăn chứ. Mấy hôm nữa tôi định về thăm quê, anh có muốn về cùng tôi không? Có chứ, lâu lắm chúng ta không về quê rồi. Để tôi về cùng cậu. Kami à, sắp ra khỏi đây rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút rồi kiếm quán trọ nào đó nghỉ tạm nha Kami. Ôi trời ơi, Kami trở về rồi kìa, nên cậu ấy thật giàu có. Kami, Simo đâu? Sao hai người không về cùng nhau? Ôi trời, đến tôi còn không nhận ra anh ta được nữa ấy chứ. Anh ta nợ nần chồng chất, giờ chẳng dám phát bạc về nữa đâu. Chủ quán, bao nhiêu của ngon vật lạ mang hết ra đây. Hôm nay tôi bao cả quán. Dạ, vâng vâng. Ôi, anh Kami từ phương xa trở về, quý hóa quá. Nghe nói bây giờ anh trở nên giàu có lắm phải không? Chẳng mấy chốc, vì chơi bời lêu lỏng nên Kami đã ngốn sạch số tiền đã lấy được từ Simo. Lười biếng, không có việc làm, anh ta không thể ở lại làng được nữa, nên đành phải ra đi. Kami. Chắc mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Kami, sao tôi gọi mà cậu không quay lại? Ngươi là ai? Chào anh bạn, lâu quá rồi, anh quên tôi rồi sao? Tôi là Simo đây, đúng chỗ này, anh đã giết hại tôi cách đây 3 năm. Tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau, nên đã chờ đợi anh ở đây từng ngày. Simo, là tôi có lỗi với cậu, nhưng xin cậu hãy nể tình bạn bè, tha mạng cho tôi. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi định lên kinh thành để tìm việc làm. Giờ trong túi tôi chẳng còn đồng xu nào cả. Tôi vội lắm, hãy để cho tôi đi đi. Thật vậy sao? Tôi thấy anh chẳng thay đổi tí nào, anh luôn không gặp may. Nè, tôi biết nhảy đấy, hãy mang tôi theo đi. Tôi không cần ăn, không cần uống, chỉ cần có điệu nhảy của tôi là anh có thể kiếm ra tiền. Thế nào Kami, tôi nhảy cũng không đến nỗi nào đúng không? Anh cứ mang tôi theo, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Thằng Simo này đằng nào cũng chết rồi, giờ lại còn tình nguyện đi kiếm tiền không công cho ta nữa, thì còn gì bằng. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Kami và bộ xương lên kinh đô và trình diễn điệu nhảy của mình ở khắp mọi nơi. Ai nấy đều rất thích thú và cảm thấy màn thể hiện nghệ thuật này thật sự độc đáo lạ thường. Nhờ điệu nhảy của bộ xương, Kami kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta cực kỳ vui sướng. Ở phen này ta giàu to rồi, thằng bạn Simo đến chết vẫn giúp ta kiếm tiền. Anh có phải là Kami? Nhà vua đã nghe thấy tiếng tăm của anh và rất muốn được tận hưởng điệu nhảy từ bộ xương có phép thuật của anh. Nếu hay, ngài sẽ thưởng lớn. Thật vậy sao? Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay. Nào, bây giờ hãy ra lệnh cho bộ xương của ngươi trình diễn điệu nhảy trứ danh của mình đi. Vâng, xin tuân mệnh. Bộ xương của ta, hãy tặng nhà vua một điệu nhảy thật đẹp đi nào. Bộ xương thần kỳ của ta, còn chờ gì nữa mà không mau trình diễn một điệu nhảy. Chắc là lừa đảo rồi, mãi không thấy nhúc nhích gì vậy. Sao vậy Kami, sao bộ xương của ngươi không biểu diễn? Dạ bẩm thần, cũng không hiểu chuyện gì nữa. Bẩm đức vua, đợi chờ mãi tôi cũng có ngày được diện kiến ngài để thưa với ngài một chuyện. Thưa ngài, chính Kami, người bạn yêu quý này của tôi đã giết hại tôi và lấy hết sạch tiền dành dụm mà vất vả lắm tôi mới có được. Simo, người nói láo. Kami và tôi là bạn đồng hương cùng đi xa kiếm sống. Tôi luôn giúp đỡ anh ta, dù anh ta ăn chơi lêu lỏng, không chịu làm ăn. Nhưng thật không ngờ, tôi đã không đề phòng cảnh giác, anh ta giết tôi chỉ vì số tiền tôi đang có.
Người đâu? Mau mau giữ hắn ta lại, chờ ngày xét xử. Và rồi kẻ phản bội bạn bè đã bị đem đi xét xử. Cuối cùng, hắn đã phải thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình gây ra và bị trừng trị theo pháp luật. Còn về phần bộ xương của Shimo, anh tạm biệt nhà vua, rời khỏi hoàng cung. Từ đó, không ai còn nhìn thấy anh ở kinh thành nữa. Và câu chuyện về bộ xương biết nhảy múa để trừng trị kẻ ác vẫn còn lưu truyền mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!